Alo, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Mẫu Cho Room. Hôm nay mình quay cái phá tài nhà mình nè các bạn. Đó ra hoa nè. Đó, hoa ra, bờ điểm nó nổi rất là thơm các bạn. Rất là nhiều bọc nha. Mới trồng đây mà nó ra bông nè. Đó, nó được cây nhánh nè các bạn. Thấy không? Rất là thơm nha. Bông này thơm lắm bạn ơi, bông đêm thơm rất là thơm nha, nó nở vào hoa phát tài thì nó nở vào bông đêm đó, thơm lắm rồi. Được hai bông nha các bạn. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ mình làm các video thế này nha các bạn. Thank you for watching, don't forget subscribe, like, share, comment for more video. Bên có cây cóc này, cây cóc ra trái này.